Xin chào tất cả các em. Chắc hẳn các em đều đang rất lo lắng trong bối cảnh của tình hình dịch bệnh mà kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đang đến gần. Để đáp ứng nhu cầu ôn tập của các em, đặc biệt trong tình hình đặc biệt hiện nay, thì trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội có tổ chức các buổi livestream, các môn học nhằm giúp các em tăng cường kiến thức, củng cố kiến thức để phục vụ tốt cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và cô xin tự giới thiệu, cô là Ngô Bích Đào, giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Trong buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi vào một chuyên đề. Tuy nhiên, toàn bộ 6 buổi livestream mà chúng ta đã được công bố sẽ có 6 chuyên đề được giới thiệu với các em với những nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất, chuyên đề 1, công dân với kinh tế. Chuyên đề 2, những vấn đề chung về pháp luật. Chuyên đề 3, pháp luật với các quyền bình đẳng và quyền tự do cơ bản của công dân. Chuyên đề 4, pháp luật với các quyền dân chủ và quyền phát triển của công dân. Ở chuyên đề 5, các em sẽ được giới thiệu về định dạng đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn giáo dục công dân và những kỹ năng cơ bản để làm bài thi. Trong buổi livestream cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau giải một đề thi minh họa. Các em lưu ý là trong thời gian ngắn ngủi của những buổi livestream mà trường Đại học Ngoại ngữ có thể cung cấp cho các em, thì ở phần chương trình môn giáo dục công dân lớp 11, do đặc thù là chỉ chiếm 10% câu hỏi trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia, nên cô sẽ chỉ tập trung vào những vấn đề mà theo cô là nó có ảnh hưởng trực tiếp và đưa vào đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Xét từ các đề thi từ năm 2017 đến nay, do đó là ở phần công dân với các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong chương trình học kỳ 2 của môn giáo dục công dân lớp 11, cô mong rằng các em có thể tự tìm hiểu và tự đọc ở nhà. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chuyên đề đầu tiên, công dân với kinh tế. Ở chuyên đề này, các em sẽ lần lượt đi qua kiến thức từng bài. Bài 1, công dân với sự phát triển kinh tế. Bài 2, hàng hóa, tiền tệ, thị trường. Bài 3, quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Bài 4, quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Bài 5, quy luật cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Bài 6, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ở nội dung bài số 7 là các thành phần kinh tế tại Việt Nam, thì các em tự tìm hiểu để biết thêm về tình hình kinh tế của nước mình. Cô nghĩ đây là một bài rất phù hợp với thực tiễn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những nội dung cơ bản của chuyên đề này. Cùng tái hiện lại kiến thức của bài 1 mà chắc một năm rồi các em đã quên trong chương trình giáo dục công dân lớp 11. Bài 1, công dân với sự phát triển kinh tế. Trước hết, chúng ta tìm hiểu khái niệm sản xuất của cải vật chất và các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất. Chúng ta nhắc lại khái niệm. Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên nhằm biến đổi các yếu tố của tự nhiên tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người. Cô nhắc lại. Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên nhằm biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người. Các em biết đấy, có làm thì mới có ăn, do đó vai trò của sản xuất của cải vật chất có hai vai trò cơ bản. Thứ nhất, sản xuất của cải vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Thứ hai, nó quyết định sự vận động của toàn bộ xã hội. Em cứ thử tưởng tượng, một ngày nào đó nếu như chúng ta không đi làm, không có cái gì để ăn, thì xã hội của chúng ta và bản thân chúng ta sẽ như thế nào? Do đó, cô nhắc lại, có hai từ đặc biệt quan trọng trong vấn đề sản xuất của cải vật chất có vai trò như thế nào. Thứ nhất, đó là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Thứ hai, nó quyết định sự vận động của xã hội loài người. Về các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất, hãy cùng nhắc lại các khái niệm. 1. Đối tượng lao động. 2. Tư liệu lao động. Và 3. Là sức lao động. Quá trình sản xuất của cải vật chất được hiểu là quá trình mà con người sử dụng sức lao động, tác động và tư liệu lao động. Cô nhắc lại, các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất bao gồm 3 yếu tố: sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Và tất cả những yếu tố này suy đến cùng để tạo ra sản phẩm. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng yếu tố một của quá trình sản xuất của cải vật chất. Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.
Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần được vận dụng trong quá trình sản xuất. Và các em hãy nhớ, sức lao động sẽ luôn luôn bao gồm hai yếu tố thể lực và trí lực. Đừng bao giờ tách rời hai yếu tố này. Chẳng hạn, đối với một người làm giáo viên, người ta nghĩ rằng cô ấy đang sử dụng sức lao động, trí lực. Nhưng trên thực tế thì cô ấy vẫn phải vận dụng thể lực. Ví dụ như là cô ấy vẫn sẽ phải dùng tay để viết và luôn luôn nghĩ xem làm cách nào để có thể chấm được bài tốt hơn, dạy được học sinh tốt hơn, và những điều đó không thể làm được nếu như không có một cái thể lực và sức khỏe ổn định. Thứ hai, một người được coi là công nhân thì hay được xã hội đánh giá là người sử dụng sức lao động chân tay hay sức lao động thể lực là nhiều. Nhưng một công nhân xây dựng, họ phải biết cách làm thế nào để trộn tỷ lệ xi măng, cát, vữa cho phù hợp để có thể tạo nên chất kết dính viên gạch này với viên gạch khác. Và để làm được điều đó thì người công nhân cũng đã phải vận dụng trí lực rất nhiều trong quá trình làm việc của mình. Và để phân biệt được sức lao động với một khái niệm mà nhiều bạn hay bị nhầm lẫn là lao động, thì cô cũng đưa ra luôn khái niệm lao động. Lao động là hoạt động có ý thức, có mục đích của con người làm biến đổi các yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người. Em hãy nhớ, sức lao động là những năng lực, còn lao động là một quá trình. Sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trên thực tế. Hãy nhớ, sức lao động là khả năng, là năng lực mà ai cũng có, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trên thực tế. Yếu tố thứ hai của quá trình sản xuất của cải vật chất là đối tượng lao động. Đối tượng lao động được hiểu là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với nhu cầu của con người. Và tất nhiên như các em đã biết, đối tượng lao động có hai loại cơ bản. Thứ nhất là đối tượng lao động có sẵn trong tự nhiên. Thứ hai là đối tượng lao động đã trải qua quá trình tác động của con người. Chẳng hạn như là đất hay là tôm, cua, cá ở biển chẳng hạn, thì đó là những đối tượng lao động có sẵn trong tự nhiên. Cây cỗ cũng là đối tượng lao động có sẵn trong tự nhiên. Tuy nhiên, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều đối tượng lao động mà đã trải qua quá trình tác động của con người. Ví dụ, vải, như bộ quần áo cô đang mặc hiện nay, vải là một yếu tố, là một cái đối tượng lao động của ngành may mặc mà đã trải qua quá trình tác động của con người. Hay là cái miếng gỗ, miếng ván, một cái cửa sắt nào đó để có thể trùng tu cải tạo nào đó, nó là đối tượng lao động của ngành gia công, nhưng đó là những đối tượng lao động đã trải qua tác động của con người. Yếu tố thứ ba là tư liệu lao động. Tư liệu lao động như các em biết là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. Cô nhắc lại, tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người. Các em lưu ý là tư liệu lao động bao gồm có 3 yếu tố cơ bản. Thứ nhất, đó là hệ thống bình chứa. Thứ hai, đó là công cụ lao động. Và thứ ba là kết cấu hạ tầng. Công cụ lao động thì các em biết rồi, nó là cày, cuốc, liềm, xẻng, rồi các loại máy móc. Kết cấu hạ tầng là hệ thống đường xá, điện, trường học chẳng hạn. Hệ thống bình chứa là các cái ống nước, những cái bình chứa nào đó, ví dụ như trong xăng dầu thì có một cái bình lưu chứa, cái kho lưu chứa, hầm lưu chứa xăng ở phía dưới lòng đất để cho người lao động bơm cái xăng dầu đó vào trong các phương tiện. Vậy trong các cái yếu tố của tư liệu lao động thì các em chú ý, công cụ lao động luôn luôn được đánh giá có vai trò quan trọng nhất. Bởi vì sự xuất hiện của một loại công cụ mới có khả năng làm thay đổi sức lao động, làm thay đổi cả năng suất lao động và tạo ra khối của cải khổng lồ làm nhiệm vụ phân kỳ lịch sử. Như các em biết
là từ trước đến nay, lịch sử loài người đã trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau, có nhiều cách để phân kỳ lịch sử loài người, mà một trong những cách phân kỳ phổ biến nhất đó là sự ra đời của một loại công cụ lao động đánh dấu sự thay đổi năng suất lao động xã hội. Ví dụ như là đồ đá, đồ đồng, đồ thau, rồi đồ cơ khí, đồ máy móc, và đến thời gian hiện nay thì đó là kỷ nguyên tự động hóa với công nghệ 4.0, kỷ nguyên AI, kỷ nguyên công nghệ nhân tạo. Chúng ta hãy quay trở lại, chúng ta vừa giới thiệu lại về ba yếu tố của quá trình sản xuất của cải vật chất. Vậy, cái quá trình sản xuất của cải vật chất nói chung sẽ là quá trình mà con người dùng sức lao động tác động lên đối tượng lao động thông qua tư liệu lao động để cuối cùng là tạo ra sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của mình. Và điều đặc biệt, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Trong tất cả các yếu tố lao động này, tất cả các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất này, thì yếu tố quan trọng nhất đó chính là con người. Không có con người thì không thể có quá trình sản xuất của cải vật chất. Nhưng con người thôi, các em hãy nhớ, con người không phải là yếu tố duy nhất, mà nó luôn luôn phải kết hợp với các yếu tố còn lại mới có thể có quá trình sản xuất của cải vật chất. Ví dụ như hiện nay, sức lao động, lực lượng lao động ở Việt Nam vẫn đang dồi dào, nhưng một điều quan trọng khi mà chúng ta có những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 thì nhiều doanh nghiệp không thể có nguyên liệu do bị hạn chế nhập khẩu và không thể có nguyên liệu để sản xuất. Như vậy là đối tượng lao động đã không có, và vì thế cho nên rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều xí nghiệp đã phải tạm dừng sản xuất do không có đối tượng lao động cho công nhân. Ở phần này các em chú ý, cả ba cái yếu tố của quá trình sản xuất của cải vật chất đều quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức lao động của con người. Khái niệm thứ hai mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Phát triển kinh tế như các em biết, nó là sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội. Cô nhắc lại, phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội. Đừng nghĩ rằng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chỉ thể hiện qua thu nhập bình quân đầu người, thu nhập quốc dân hay tổng sản phẩm quốc nội. Đừng nghĩ rằng phát triển kinh tế là làm thế nào để có thể gia tăng được cái tỷ trọng của ngành công nghiệp, ngành dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là chúng ta chú trọng cái yếu tố phát triển kinh tế bền vững. Mà để phát triển kinh tế bền vững cho đời sau có thể tiếp tục được, chúng ta phải nhấn mạnh đến yếu tố công bằng xã hội. Và yếu tố công bằng xã hội này là chúng ta phải khai thác một cách hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta phải làm thế nào đó để có thể giảm cái tỷ lệ, cái khoảng cách giàu nghèo. Chúng ta nói đến các yếu tố của phát triển kinh tế bằng các chỉ tiêu cụ thể như sau. Ví dụ như GDP. Thì các em biết rồi, nó sẽ là tổng sản phẩm quốc nội, GNP là tổng sản phẩm quốc dân, GNI là tổng thu nhập quốc dân, hay chỉ số HDI là chỉ số phát triển con người. Chỉ số HDI phát triển con người được đánh giá nó đảm bảo cái cán cân công bằng xã hội như thế nào, với ba tiêu chí cơ bản là cái trình độ giáo dục trung bình, thu nhập trung bình và tuổi thọ trung bình của người dân. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội như thế nào? Một quốc gia phát triển kinh tế sẽ luôn luôn mang lại lợi ích cho cá nhân. Và đối với cá nhân thì chúng ta sẽ có được việc làm, thu nhập ổn định. Có được việc làm, thu nhập ổn định. Phát triển kinh tế có một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong bối cảnh cả thế giới đang đối diện với tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm. Thứ hai là nó sẽ tạo điều kiện cho người dân được chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ của mình cũng như chất lượng cuộc sống. Thứ ba, nó sẽ đáp ứng các nhu cầu cơ bản về vật chất và tinh thần. Một quốc gia có nền kinh tế phát triển thì sẽ đảm bảo cho người dân của nước đó được đáp ứng đầy đủ hơn các nhu cầu vật chất và tinh thần. Ví dụ như thời cô bằng tuổi các em thì cô sẽ gần như không biết đến cái
phim như thế nào, rạp chiếu phim ra sao, cũng không được tiếp cận các cái nguồn lực thông tin từ phía các quốc gia khác thông qua mạng xã hội, vì thời đó mạng xã hội chưa phổ biến. Và cuối cùng là đối với cá nhân thì việc phát triển kinh tế cũng sẽ tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được học tập và tham gia các hoạt động xã hội khác. Trên đây là 4 cái yếu tố tác động đối với cá nhân từ sự phát triển kinh tế, các em cần phải nhớ những nội dung này. Việc tiếp theo là ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với mỗi gia đình thì ra sao? Trong bài 12 của chương trình Giáo dục Công dân lớp 10, các em đã tìm hiểu về công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình. Chắc hẳn các em còn nhớ đến các chức năng của gia đình. Vậy đối với gia đình thì phát triển kinh tế nó sẽ là tiền đề, là cơ sở cho việc thực hiện các chức năng cơ bản của gia đình. Ví dụ như chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Ý nghĩa thứ hai đối với gia đình là phát triển kinh tế sẽ để cho gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội. Tôi nhấn mạnh lại, đối với gia đình thì phát triển kinh tế là tiền đề, là cơ sở để thực hiện các chức năng của gia đình. Thứ hai, nó là điều kiện để gia đình là tổ ấm của mỗi người, mỗi cá nhân. Thứ ba, là đối với xã hội thì phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào? Đối với xã hội, như các em biết, thì phát triển kinh tế sẽ tăng thu nhập quốc dân, phúc lợi xã hội và qua đó làm tăng chất lượng cuộc sống của mỗi người. Thứ hai, phát triển kinh tế sẽ giải quyết vấn đề việc làm, giảm thất nghiệp và các tệ nạn xã hội. Thứ ba, phát triển kinh tế sẽ tạo điều kiện vật chất để phát triển văn hóa, giáo dục và y tế. Ở các nước phát triển thì người ta còn đánh giá về cái chỉ tiêu là mỗi gia đình đều có một bác sĩ riêng. Vậy ở Việt Nam thì nền kinh tế đã, đang và sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai, thì hiện nay chúng ta đã có một cái tiền đề về chăm sóc, giáo dục, sức khỏe, y tế rất là rõ ràng. Và thông qua chính cái trận dịch COVID-19 này thì chúng ta càng có thêm động lực và niềm tin để tin tưởng vào những gì mà Đảng, Chính phủ và Nhà nước đã làm để củng cố việc tạo tiền đề vật chất, phát triển văn hóa, giáo dục và y tế cho nhân dân. Và đối với xã hội thì ý nghĩa của phát triển kinh tế còn là tạo tiền đề để củng cố quốc phòng an ninh và ổn định chế độ chính trị xã hội. Đây là 4 cái ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội. Chúng ta đã kết thúc bài 1 và chuyển sang bài 2 là bài hàng hóa, tiền tệ, thị trường. Thì đây là một bài có nội dung khá trọng tâm trong chương trình giáo dục công dân lớp 11. Hiểu được bài này thì chúng ta sẽ hiểu được nội dung của bài 3, bài 4 và bài 5. Đó là bài 3 quy luật trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Tất nhiên, với cụm từ là hàng hóa, tiền tệ, thị trường thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những khái niệm đã được học từ năm ngoái mà năm nay có thể có bạn đã quên. Hàng hóa là gì? Như các em đã biết, hàng hóa là sản phẩm của lao động, nó thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người và phải thông qua trao đổi mua bán. Và các em nhắc lại những điều kiện cần và đủ để một sản phẩm trở thành hàng hóa. Thứ nhất, nó phải là sản phẩm của lao động. Thứ hai, nó thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người. Và thứ ba, nó phải được đem ra trao đổi mua bán. Hàng hóa bắt buộc phải là sản phẩm của lao động, thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người và được đem ra trao đổi mua bán. Hàng hóa có hai thuộc tính. Thứ nhất là giá trị sử dụng và thứ hai là giá trị. Giá trị sử dụng là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người. Ví dụ như cái bút trình chiếu này là dùng để chuyển slide. Cái đồng hồ cô đang đeo trên tay nó vừa là cái hàng hóa có công dụng là để giúp người ta xem lại giờ giấc và đồng thời nó cũng có thể có công dụng nữa, đó là một đồ trang sức. Thứ hai, giá trị của hàng hóa là hao phí sức lao động mà người sản xuất phải có để làm ra một đơn vị hàng hóa. Và thông thường thì hao phí lao động này sẽ được tính bằng thời gian. Hao phí lao động sẽ được tính bằng thời gian. Như vậy là các em đã tìm hiểu được hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa.
Nội dung thứ hai chúng ta tìm hiểu trong bài số 2 là khái niệm tiền tệ. Ở đâu đó có một vài bạn nói rằng tiền rất tệ nên nó được gọi là tiền tệ, tiền rất bạc nên nó được gọi là tiền bạc. Sai. Theo cô, những quan niệm đó cần được rút lại, bởi vì chỉ có con người làm tiền tệ đi mà thôi, còn bản chất của tiền là rất tốt. Tiền, ở phần nguồn gốc và bản chất của tiền tệ, đây là phần nằm trong chương trình giảm tải trong bộ môn giáo dục công dân, nên các em không cần tìm hiểu nhưng có thể đọc thêm để biết được các cái hình thái giá trị như thế nào. Còn về cơ bản thì các em vẫn cần phải nhớ, tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa và nó thể hiện giá trị chung của giá trị. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về các chức năng của tiền tệ. Tiền tệ có các chức năng cơ bản như thế nào? Liệu rằng trong bối cảnh của xã hội hiện đại hiện nay, nếu như chúng ta không có tiền, có thể sống được không? Tiền tệ với các chức năng cơ bản sau. Thứ nhất, nó là thước đo giá trị. Thứ hai, nó là phương tiện lưu thông. Thứ ba, tiền là phương tiện cất trữ. Thứ tư, tiền là phương tiện thanh toán. Và cuối cùng, tiền có chức năng là tiền tệ thế giới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về các chức năng của tiền tệ. Chức năng thước đo giá trị nghĩa là giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định được gọi là giá cả của hàng hóa. Nhưng các em phải lưu ý, giá cả không phải là giá trị. Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị. Còn giá trị, nhắc lại với các em, nó là hao phí lao động của người sản xuất để làm ra một đơn vị hàng hóa. Như vậy, giá cả là lượng tiền để đo lường giá trị của hàng hóa. Do đó, tiền được coi là một thước đo giá trị. Khi cô mua một cái bút thuyết trình với giá là 500.000 đồng, thì cô đã thừa nhận giá trị của nó. Thứ hai, tiền là phương tiện lưu thông. Ở phần này, Cam lưu ý là tiền là môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa theo công thức HTH. H là hàng, T là tiền và hàng là hàng hóa. Là H là hàng hóa ở diện thứ hai. Tiền là môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa theo công thức HTH. Ví dụ như thế này, cô cần trao đổi cái bút thiết chỉ này lấy cái đồng hồ. Tuy nhiên, người có đồng hồ lại không cần cái bút thuyết trình của cô. Và tiền với tư cách là vật ngang giá chung trong quá trình lưu thông hàng hóa sẽ thể hiện như thế này. Cô đem bán cái bút thuyết trình của cô, lấy tiền, rồi dùng tiền đó mua cái đồng hồ. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ minh họa vì cái đồng hồ này sẽ có giá cả thấp hơn so với cái... Xin lỗi, cái bút thuyết trình này sẽ có giá cả thấp hơn so với cái đồng hồ. Đây là một vài điểm các em lưu ý. Tiền là môi giới trong quá trình lưu thông, tức là chúng ta có thể dùng một loại hàng nào đó đem đi đổi lấy tiền và dùng tiền làm trung gian trong quá trình trao đổi để mua hàng hóa khác. Thứ ba, tiền là phương tiện thanh toán. Thì lúc này được hiểu tiền để chi trả sau khi giao dịch và mua bán. Ví dụ như các em ra chợ hay ra siêu thị mua hàng, thì các em khi mua hàng xong thì cần phải trả tiền cho người bán, hoặc mua vừa bán, tiền trao, cháo múc. Và cũng có khi chúng ta sẽ dùng tiền để thanh toán chi trả thuế. Ba chấm, rất nhiều. Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch và mua bán. Hầu như tất cả chúng ta đều đã dùng tiền để có thể trao đổi mua bán các hàng hóa. Nhưng nó cũng là thanh toán giá trị cho các hàng hóa đó. Chức năng thứ tư của tiền tệ là phương tiện cất trữ. Tiền khi rút ra khỏi quá trình lưu thông sẽ được cất trữ khi dùng để đem ra mua hàng. Ví dụ như là bố mẹ các em có thể kiếm được sau một cái vụ làm ăn nào đó hoặc một vụ mùa nào đó được khoảng 200-300 triệu đồng, nhưng mà các em không có nhu cầu, gia đình các em không có nhu cầu để có thể tái sản xuất, thì các em sẽ bảo với gia đình hoặc là bản thân mình sẽ cho vào lợn này, cho vào con lợn hay con heo ấy để tiết kiệm, hoặc là bố mẹ các em sẽ chuyển nó thành vàng để cất trữ trong nhà hoặc là cất trữ trong két sắt. Thì lúc đó tiền đóng vai trò là cất trữ, tức là nó không còn trong quá trình lưu thông nữa. Và cuối cùng,
tiền tệ thế giới là chức năng thứ 5. Khi chỉ việc trao đổi hàng hóa vượt qua khỏi biên giới của quốc gia, thì việc trao đổi hàng và tiền giữa nước này với nước khác sẽ được tiến hành thông qua tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là cái giá trị của đồng tiền nước này so với đồng tiền của nước khác. Ví dụ như ngày hôm nay thì một bảng Anh có giá trị là khoảng 30.000 Việt Nam đồng, rồi một đô la Mỹ có giá trị vào khoảng 23.000 Việt Nam đồng, thì đấy được gọi là tỷ giá hối đoái. Hiện nay thì chúng ta đã phổ biến thừa nhận 5 đồng tiền sau, 5 đồng tiền sau được coi là đồng tiền của thế giới, tức là tiền trong giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa quốc tế giữa quốc gia này và quốc gia khác. Đó là đô la Mỹ, các em biết rồi. 2 là euro, 3 là bảng Anh, 4 là yên Nhật và 5 là nhân dân tệ. Về khái niệm thị trường thì các em đã quen biết rất nhiều, nhưng nhắc lại về nội dung cụ thể mang tính thuật ngữ khoa học thì thị trường được hiểu là lĩnh vực trao đổi mua bán hàng hóa mà ở đó các chủ thể kinh tế khác nhau sẽ tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. Thị trường là lĩnh vực trao đổi mua bán hàng hóa mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. Thị trường thì có nhiều loại. Ví dụ như các em có thể đến các chợ, từ chợ cóc, chợ phiên hoặc chợ ở khu dân cư thường lệ của mình. Thứ hai là các em có thể đi siêu thị. Thứ ba là các em có thể vận dụng được một cái loại hình chợ rất nổi bật trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, đó là chợ online, chợ thương mại điện tử. Và các cái chợ này nó có cái vai trò như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau, nhưng để cái xác định lại cái khái niệm thị trường thì chúng ta cần phải tìm hiểu lại các yếu tố có trong thị trường. Thị trường bao giờ cũng gồm có người mua và người bán, tất nhiên rồi. Thứ hai, đã có người mua, người bán thì người bán sẽ đưa ra hàng, người mua sẽ mua hàng. Sau đó, người mua, người bán, hàng hóa và tiền tệ là những yếu tố không thể thiếu trên thị trường. Và lưu ý là người mua và người bán sẽ tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. Thị trường gồm 4 yếu tố, người mua, người bán, hàng hóa, tiền tệ. Nhưng chủ thể tác động qua lại lẫn nhau đó chính là con người, tức là giữa người mua và người bán. Chức năng cơ bản của thị trường. Thị trường có chức năng như thế nào? Các em hãy nhớ rằng, thứ nhất, thị trường sẽ thực hiện chức năng thực hiện hay thừa nhận giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. Một sản phẩm đưa ra thị trường và được người tiêu dùng mua thì hẳn là họ đã thừa nhận cái giá trị sử dụng của nó, họ mua về để làm gì. Thứ hai là họ thừa nhận giá trị của hàng hóa khi chi trả một số tiền tương ứng để mua giá trị của nó. Thứ hai, thị trường thực hiện chức năng thông tin về mẫu mã, về số lượng, về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, về công dụng của sản phẩm. Đó là những cái chức năng của bất kỳ sản phẩm nào được đưa ra trên thị trường. Thông qua việc là các em có thể nhìn nhận về mẫu mã bao bì của sản phẩm hoặc thông qua việc tiếp thị của chính những người bán. Thứ ba, thị trường sẽ thực hiện chức năng điều tiết, kích thích hoặc là hạn chế sản xuất và tiêu dùng. Đây là một chức năng đặc biệt và chúng ta cần phải lưu tâm để tìm hiểu xem là lúc nào thì chúng ta cần mua hàng trên thị trường. Thị trường thực hiện chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. Và ở cái phần này thì các em lưu ý là đối với người bán thì việc tìm hiểu các chức năng trên thị trường sẽ định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận nhất về mình. Còn đối với người mua, việc hiểu biết được các chức năng cơ bản của thị trường sẽ giúp người ta điều chỉnh việc mua hàng sao cho mình có lợi nhất. Thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Đây là bài số 3 trong chương trình giáo dục công dân lớp 11. Ở phần này thì các em cần phải đặc biệt lưu ý, quy luật giá trị là quy luật cơ bản nhất, là quy luật kinh tế cơ bản nhất của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Đã có kinh tế hàng hóa thì bắt buộc sẽ phải có quy luật giá trị. Vậy nội dung của quy luật giá trị nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở của thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó. Nội dung của quy luật giá trị. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó. Ở phần này, các em cần phân biệt được hai khái niệm: thời gian lao động cá biệt và thời gian lao động xã hội cần thiết. Thời gian lao động cá biệt là thời gian để từng người lao động sản xuất ra một đơn vị hàng hóa. Còn thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động xã hội trung bình với một trình độ thành thạo trung bình, cường độ trung bình và với một cái điều kiện sản xuất trung bình ở một giai đoạn nhất định. Thì đó được gọi là thời gian lao động xã hội cần thiết. Và quy luật giá trị yêu cầu chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến cái thời gian lao động xã hội cần thiết này và đồng thời là điều chỉnh cái thời gian lao động cá biệt sao cho phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết. Và hãy nhớ, thời gian lao động cá biệt không phải là thời gian lao động xã hội cần thiết. Với quy luật giá trị thì nó yêu cầu trong sản xuất, người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết. Cô nhắc lại, trong sản xuất thì người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết. Và chúng ta sẽ có 3 cái điểm sau cần chú ý. Trường hợp 1 là thời gian lao động cá biệt của từng người sản xuất lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết thì lúc đó người sản xuất sẽ bị lỗ. Trường hợp thứ 2 là thời gian lao động cá biệt bằng với thời gian lao động xã hội cần thiết thì người sản xuất sẽ thu được lợi nhuận trung bình. Trường hợp số 3 là trường hợp mà thời gian lao động cá biệt sẽ nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết thì người sản xuất sẽ thu được lãi cao. Các em lưu ý là riêng trong lĩnh vực kinh tế học thì chúng ta không có thuật ngữ hòa vốn. Hòa vốn là thuật ngữ thường dùng trong cuộc sống thường ngày, nhưng trên thực tế thì khái niệm hòa vốn sẽ không có trong kinh tế học. Lý do đơn giản là nếu như bạn nào đó hiểu rằng thời gian lao động cá biệt mà bằng với thời gian lao động xã hội cần thiết mà hòa vốn ấy, thì chúng ta đã vô hình chung là không đánh giá được cái giá trị sức lao động mà mình đã bỏ ra. Do đó là thuật ngữ hòa vốn với nhiều người được hiểu là đầu ra bằng đầu vào ấy, thì nó sẽ là chúng ta sẽ không có cái giá trị sức lao động, cái hàng hóa sức lao động mà chúng ta đã bỏ ra là bị biến mất và chúng ta sẽ bị lỗ ở chính cái sức lao động của mình. Và trong lưu thông thì quy luật giá trị sẽ được thể hiện như sau. Trong lưu thông, việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên nguyên tắc ngang giá. Nguyên tắc ngang giá được hiểu là ngang nhau về giá trị. Nguyên tắc ngang giá được hiểu là ngang nhau về giá trị. Và việc trao đổi hàng hóa tuân theo nội dung của quy luật giá trị trong lưu thông, nghĩa là việc trao đổi hàng hóa sẽ phải dựa trên nguyên tắc ngang giá giữa hàng hóa này và hàng hóa khác. Quy luật này yêu cầu trong lưu thông giá cả phải xoay quanh trục giá trị của hàng hóa. Cô sẽ đưa ra cho các em một cái mô hình như sau. Chúng ta sẽ có một cái biểu đồ hình sin mà ở đó trục quanh là trục giá trị. Còn cái biểu đồ hình sin ở phía trên nó sẽ là đường uốn lượn của giá cả. Và các em để ý là nếu như giá cả bằng với giá trị, giá cả tương ứng giá cả phù hợp với giá trị thì người kinh doanh sẽ thu được lợi nhuận trung bình. Nếu như giá cả mà cao hơn giá trị thì chắc chắn là người sản xuất kinh doanh sẽ có lãi cao. Còn giá cả mà thấp hơn giá trị thì lúc đó là người sản xuất kinh doanh phải xem lại việc sản xuất kinh doanh. Lúc đó chúng ta lỗ to rồi, không thu được lợi nhuận, đã thế lại còn mất rất nhiều. Tác động của quy luật giá trị thứ nhất là hai tác động tích cực. Tác động thứ nhất, nó sẽ điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua sự biến động giá cả trên thị trường. Tác động tích cực đầu tiên là điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua sự biến động của giá cả thị trường. Ví dụ như là giá cả cao thì người sản xuất, người kinh doanh sẽ tiếp tục để
sản xuất và cho ra thị trường nhiều sản phẩm nhằm mục đích thu lợi nhuận nhất. Nhưng nếu như giá cả quá thấp, thấp hơn cả giá trị của hàng hóa, thì lúc đó cái người sản xuất sẽ phải thu hẹp sản xuất. Đây chính là cái phần điều tiết sản xuất. Tiếp là nó sẽ kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên. Đây là cái tác động tích cực thứ hai của quy luật giá trị. Với cái tác động này thì bất kỳ người sản xuất nào cũng phải làm thế nào đó để giảm cái thời gian lao động cá biệt của mình xuống, sao cho thấp hơn thời gian lao động xã hội cần thiết. Và việc này sẽ giúp họ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Ví dụ, họ sẽ phải đầu tư cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhập nhiều máy móc công nghệ hiện đại. Chẳng hạn, để may được một cái áo thì một người công nhân bình thường sẽ làm việc trong 5 tiếng. Nhưng nếu như có máy móc di chuyển công nghệ hiện đại thì thời gian may một cái áo giảm xuống còn 30 phút chẳng hạn. Thì lúc đó nó sẽ làm cho lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên. Việc sản xuất ra nhiều áo hơn sẽ làm cho năng suất lao động tăng lên là chính xác rồi. Nhưng đồng thời nó cũng giúp tạo động lực cho tất cả những người sản xuất kinh doanh phải làm thế nào để có thể tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao và cải tiến khoa học kỹ thuật mẫu mã. Và tác động tiêu cực của quy luật giá trị, mặc dù không ai muốn, nó vẫn xảy ra. Đó là phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất kinh doanh. Người giàu, họ vận dụng đúng quy luật giá trị thì họ cứ càng ngày càng giàu lên. Trong khi đó, những người không vận dụng đúng quy luật giá trị thì họ sẽ càng ngày càng bị có cái khoảng cách xa dần đối với những người có vận dụng quy luật giá trị tốt, dẫn đến việc phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất kinh doanh càng ngày càng gia tăng. Như các em đã biết thì ở những quốc gia tư bản thì hầu hết những cái doanh nghiệp lớn sẽ chiếm giữ phần của cải lớn của xã hội. Thậm chí là có quốc gia 10% số người giàu nhất chiếm giữ 90% số tài sản lớn nhất của xã hội. Và nó vô hình chung làm cho cái sự phân biệt giàu nghèo giữa những người sản xuất, kinh doanh nói riêng và giữa người với người càng ngày càng tăng lên. Để có thể vận dụng quy luật giá trị tốt đối với cả nhà nước và đối với công dân thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái yêu cầu, những cái quy luật vận dụng quy luật giá trị như sau. Về phía nhà nước thì nhà nước cần điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Phát huy mặt tích cực trong việc điều tiết thị trường của nhà nước, như các em đã biết, đó là nó sẽ điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, và thứ hai là kích thích lực lượng sản xuất phát triển, làm cho năng suất lao động tăng lên. Và hạn chế mặt tiêu cực là làm thế nào đó để hạn chế cái tình trạng phân hóa giàu nghèo càng ngày càng cao trong đời sống xã hội. Thứ hai là nhà nước sẽ xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dựa trên chính cái quy luật giá trị này. Và chúng ta có thể nhìn thấy một cái vấn đề đặc biệt được xã hội quan tâm trong thời gian gần đây, đó là hiện tượng khẩu trang y tế tăng giá. Tăng giá ở đây không phải là tăng về giá trị, mà đây là tăng về giá cả. Lúc này thì giá cả của hàng hóa lớn hơn giá trị. Do đó, những người sản xuất, những người kinh doanh, người sản xuất có thể họ không thu được lợi nhuận, nhưng những người kinh doanh, những người bán hàng thì họ làm cho giá cả vượt qua biên động của trục giá trị, làm cho giá cả cao hơn giá trị thực tế rất nhiều lần để thu được lợi nhuận. Và lúc này thì nhà nước sẽ góp phần vào việc điều tiết thị trường nhằm phát huy cái mặt tích cực, đồng thời là hạn chế mặt tiêu cực, như là xử phạt thật nặng những doanh nghiệp, những nhà thuốc cố tình tăng giá khẩu trang. Việc tiếp theo, như các em biết là do cái sự tác động của dịch tả lợn châu Phi thì cuối năm 2019, đầu năm 2020 và cho đến nay nữa thì giá thịt lợn vẫn đang rất là cao. Và do đó thì nhà nước vào đầu tháng 2 năm 2020 đã phải triệu tập một cuộc họp giữa các doanh nghiệp nhằm yêu cầu là bình ổn giá lợn hơi đang từ hơn 80.000 đồng một kg xuống còn 75.000 đồng một kg để giúp cho người dân có thể chi tiêu thoải mái và hợp lý hơn. Và đây chính là những phần mà nhà nước đã làm dựa trên sự vận dụng của quy luật giá trị. Thứ hai là về phía công dân. Về phía công dân thì việc vận dụng quy luật giá trị giúp cho công dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng cho phù hợp với nhu cầu của mình. Công dân ở đây chính là người sản xuất, người kinh doanh. Thứ hai là đổi mới kỹ thuật công nghệ hợp lý hóa sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa. Đây chính là phần vận dụng cái tác động thứ hai của quy luật giá trị.
tức là nó sẽ làm lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên. Làm thế nào đó để có thể giảm thời gian lao động cá biệt, và để giảm thời gian lao động cá biệt, chúng ta phải đổi mới kỹ thuật, công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng. Và đồng thời, nó cũng ảnh hưởng đến cái yếu tố thứ ba, làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và thu nhiều lợi nhuận nhất về mình. Đây là về phía người sản xuất, người kinh doanh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mặt hàng, ngành hàng cho phù hợp với nhu cầu. Thứ hai là luôn luôn tìm cách để đổi mới khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa. Và thứ ba là giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh nhằm thu nhiều lợi nhuận nhất về mình. Nội dung của cái quy luật cạnh tranh sẽ là bài số 4 mà các em học trong chương trình giáo dục công dân lớp 11. Nhà kinh tế học Marx, các Marx đã cho rằng thương trường là chiến trường và nhà tư bản sẵn sàng giết chết cha đẻ của mình nếu như lợi nhuận tăng lên 300%. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu như một nền kinh tế không có cạnh tranh? Cạnh tranh là có nên xuất hiện hay không? Hay là không cần cạnh tranh và tất cả mọi người cứ đều đều mà tiến lên? Không, đều đều thì gần như không bao giờ tiến lên được. Muốn một xã hội có phát triển thì kiểu gì cũng sẽ có cạnh tranh. Vậy thì cạnh tranh là gì? Chúng ta sẽ cùng tái hiện lại cái khái niệm cạnh tranh như sau. Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm dành những điều kiện thuận lợi nhất để thu được nhiều lợi nhuận. Có từ cạnh tranh thì luôn luôn có sự ganh đua, đấu tranh. Nhưng không phải đấu tranh một mình mà là đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích để có những điều kiện thuận lợi nhất với mục tiêu cao nhất, đó là thu được nhiều lợi nhuận nhất về mình. Các loại cạnh tranh là phần mà chúng ta sẽ được giảm tải, do đó các em không cần phải học. Tôi nhắc lại, nội dung về các loại cạnh tranh, có 4 loại cạnh tranh cơ bản đấy, thì các em sẽ được giảm tải cho nên không cần học. Điều chúng ta cần quan tâm hiện nay, đó là nguyên nhân ra đời của cạnh tranh là gì? Nguyên nhân ra đời của cạnh tranh chính là sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những chủ thể kinh tế độc lập và họ được quyền tự do kinh doanh. Nếu như chỉ có một chủ sở hữu, một người sản xuất, một người kinh doanh thì chẳng bao giờ có chuyện là cạnh tranh sẽ xảy ra cả, bởi vì họ độc quyền rồi. Nhưng vì sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập và những người này lại còn được quyền tự do kinh doanh nữa, nên tất yếu sẽ dẫn đến cạnh tranh. Không chỉ thế, họ còn có những điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau. Do đó là việc cạnh tranh càng ngày càng trở nên mãnh liệt trong bối cảnh của thời đại kinh tế thị trường và trong bối cảnh của thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay. Và các em cũng lưu ý là việc chúng ta lựa chọn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội để trở thành điểm đến cho tương lai của mình năm 2020 cũng tất yếu sẽ xảy ra những cạnh tranh. Và việc cạnh tranh giữa các em được thể hiện thông qua tỷ lệ chọi vào trường, có bao nhiêu bạn thi và sẽ có chỉ tiêu là bao nhiêu để vào trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và để vượt qua, để đạt được mục đích là trở thành tân sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội khóa năm 4, thì các em chắc chắn cũng sẽ phải cạnh tranh với những người khác. Và cô hy vọng rằng tất cả các em sẽ vận dụng cái cạnh tranh lành mạnh trong quá trình mà tìm đường đến với cánh cổng trường Đại học Ngoại ngữ. Mục đích của cạnh tranh. Mặc dù trong khái niệm của cạnh tranh đã nói, nhưng mục đích của cạnh tranh sẽ được biểu hiện cụ thể ra ở việc thứ nhất là những chủ thể kinh tế sẽ có mục đích là dành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực khác. Ví dụ như trong cái tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những biến chuyển phức tạp và cái việc hạn chế nhập khẩu hàng hóa là điều khiến cho tất cả các doanh nghiệp, hầu hết tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang bị khủng hoảng một cách khá nghiêm trọng, với lý do là hầu hết nguồn nguyên liệu đều được nhập khẩu từ Trung Quốc, mà Trung Quốc hiện nay là tâm điểm dịch của thế giới. Do đó là đối với những cái mặt hàng còn đang ở trong nước thì nhiều doanh nghiệp cùng chung một cái lĩnh vực sản xuất, họ sẽ dành cái nguồn nguyên liệu của mình. Thứ hai là họ sẽ dành ưu thế về khoa học và công nghệ.
Mục đích của cạnh tranh là giành ưu thế về khoa học và công nghệ trong bối cảnh công nghệ kỷ nguyên tri thức như hiện nay, công nghệ AI như hiện nay, thì việc cạnh tranh về ưu thế khoa học công nghệ để làm lợi nhuận cho mình càng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Thứ ba là giành ưu thế về chất lượng, giá cả hàng hóa và phương thức thanh toán. Như cô được biết thì hiện nay rất nhiều các cửa hàng, rất nhiều các công ty đều đã vận dụng cái phương thức thanh toán hóa đơn điện tử, và chỉ cần một cái thẻ ngân hàng thôi là các em có thể thanh toán được ở bất kỳ nơi đâu, đặc biệt là khu vực đô thị. Thứ tư là giành thị trường, nơi đầu tư, hợp đồng và các đơn đặt hàng. Cái phần này thì các em cũng chú ý là nhất cận thị, nhị cận giang, các cụ nhà ta nói rồi. Việc gần chợ, gần sâm sẽ giúp cho những người dân ở các khu vực di chuyển một cách thuận lợi. Và đồng thời, những cái khu vực gần mặt đường, những khu vực gần chợ sẽ có ưu thế về kinh doanh nhiều hơn. Vì lúc đó, chỗ đó sẽ có nhiều dân cư và đã nhiều người thì cái nhu cầu tiêu dùng hàng hóa càng ngày càng tăng. Và để cạnh tranh trong một cái chợ để buôn bán một mặt hàng nào đó cũng sẽ có cái mục đích là giành cái thị trường, giành đối tượng là người tiêu dùng sản phẩm của mình. Ví dụ như là một dãy phố có hai cửa hàng trà sữa, cửa hàng trà sữa Đài Loan với cửa hàng trà sữa của Nhật Bản mà cạnh tranh nhau, là chắc chắn hai bên sẽ phải đưa ra các cái chiêu trò nhằm thu hút được khách hàng của mình. Và việc cạnh tranh này tất yếu là sẽ đem lại lợi ích cho chính người tiêu dùng như chúng ta. Tuy nhiên, dù là giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực khác, dù là giành ưu thế về khoa học công nghệ hay là giành ưu thế về chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán hay là giành thị trường và nơi đầu tư, hợp đồng và các cái đơn đặt hàng khác, thì suy đến cùng, tất cả những người sản xuất, những người kinh doanh đều mong muốn đạt được một cái mục tiêu cao nhất, đó là làm thế nào đó để lợi nhuận cao nhất về mình. Mục tiêu cuối cùng, mục đích cuối cùng của cạnh tranh luôn luôn là dành nhiều lợi nhuận nhất về mình. Hai mặt của cạnh tranh, như đã nói, cạnh tranh luôn luôn có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Và người ta không thể phủ nhận được tính tích cực của cạnh tranh, nhưng cũng không thể gạt bỏ đi được tính tiêu cực của cạnh tranh. Đó là lý do vì sao trong bối cảnh của nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường, cạnh tranh luôn luôn là điểm khiến cho người ta phải thừa nhận nó có hai mặt, nhưng không thể triệt tiêu cạnh tranh được. Vậy, tính hai mặt của cạnh tranh cụ thể như thế nào? Chúng ta có thể nhìn thấy qua biểu đồ so sánh như sau. Tính tích cực của cạnh tranh, như đã biết, nó sẽ kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kỹ thuật phát triển. Thứ hai, cạnh tranh giúp khai thác tối đa mọi nguồn lực. Thứ ba, cạnh tranh sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Ví dụ đơn giản như thế này, cuộc cạnh tranh giữa các nhà mạng như Viettel, Mobile Phone, rồi VNPT đã tạo ra một cái cơn sốt về viễn thông trong 20 năm trở lại đây. Và một cái điều đặc biệt là tất cả các nhà mạng luôn luôn cố gắng nâng cao năng lực đường truyền. Và trong bối cảnh tất cả mọi người đều đang có nhu cầu sử dụng 3G, 4G, thậm chí là 5G như hiện nay, thì nhiều nhà mạng cố thả gắng nâng cấp cái chất lượng đường truyền của mình. Và những việc này sẽ làm cho cái mặt tích cực của cạnh tranh phát triển là nó khai thác tối đa mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước. Để làm được điều đó thì người ta sẽ phải làm thế nào đó để liên lạc với các cái đơn vị cung ứng về khoa học công nghệ ở các nước, hoặc là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm có thể tạo ra ưu thế về cạnh tranh của mình. Và việc cạnh tranh này sẽ làm cho những người tiêu dùng như chúng ta cảm thấy được lợi, là vì tất cả chúng ta đều được giảm giá, đều được sử dụng chất lượng dịch vụ cao nhờ quá trình nâng cao dây cái đường truyền của các hệ thống mạng viễn thông. Mặt tiêu cực của cạnh tranh thì có nhiều, nhưng có 3 cái cơ bản. Đó là, thứ nhất, vì cạnh tranh, và đặc biệt là cạnh tranh không lành mạnh, cạnh tranh làm cho kinh tế có tăng trưởng nhưng không phát triển một cách bền vững. Đó là việc nó làm cho môi trường, môi sinh bị suy thoái, mất cân bằng nghiêm trọng. Ví dụ đơn giản là việc khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên khiến cho môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, hệ sinh thái đang có rất nhiều vấn đề đáng báo động. Thứ hai là nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà sản xuất, nhiều người kinh doanh
vì cạnh tranh để chạy theo lợi nhuận, và về một mặt nào đó họ thiếu ý thức dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Ví dụ như hiện tượng làm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hiện tượng treo đầu dê, bán thịt chó hay chạy theo lợi nhuận khiến cho một số doanh nghiệp cố tình tăng giá bán khẩu trang, rồi tăng giá bán dung dịch sát khuẩn, nước sát trùng, lợi dụng nỗi lo sợ của nhân dân để làm giàu cho túi tiền của mình mà không quan tâm đến những mặt nhân đạo khác. Và đây chính là một trong những điểm tiêu cực của cạnh tranh. Thứ ba, nó làm gia tăng nguy cơ đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường. Ví dụ như một số nhà thuốc thì khi mà nhà nước, các cơ quan quản lý thị trường có yêu cầu là phải bán đúng giá niêm yết về khẩu trang y tế, thì có một số nhà thuốc mặc dù còn khẩu trang đã cố tình giấu trong kho và không bán, đợi cái việc quản lý thị trường, cơ quan quản lý thị trường thiếu ấy sự nghiêm túc trong quá trình kiểm tra thì ngay lập tức sẽ bỏ ra bán với giá rất cao, và nó làm cho cái nguy cơ đầu cơ tích trữ có thể lên cao. Và đặc biệt là vào cái năm mà khủng hoảng lương thực ở Việt Nam thì có một số doanh nghiệp đã cố tình đầu cơ tích trữ gạo nhằm bán với giá cao, khiến cho người dân ở trong nước thì điêu đứng vì không có gạo để ăn. Bài số 5 cũng chính là nội dung của quy luật thứ 3 trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, đó là quy luật cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Để nắm được bài này, chúng ta cần tìm hiểu lại hai khái niệm cung là gì và cầu là gì. Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định. Các em cần phải đặt chân những ý sau. Cầu là khối lượng hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng, tất nhiên rồi, họ cần mua. Nhưng phải gắn liền với một thời kỳ nhất định và tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Còn cung là khối lượng hàng hóa dịch vụ hiện có trên thị trường, hiện có và chuẩn bị đưa ra. Hiện có và chuẩn bị đưa ra trên thị trường. Cũng như cầu, nó phải tương ứng với một thời kỳ nhất định. Và nó sẽ tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định của doanh nghiệp. Đây là những điểm cần lưu ý trong khái niệm cầu. Cô lấy ví dụ đơn giản như thế này. Hiện nay cô có nhu cầu mua một cái ô tô trị giá khoảng 2 tỷ đồng, nhưng trong túi cô chỉ có 2 triệu thôi. Như vậy là cô rất muốn có một cái ô tô có giá là 2 tỷ, nhưng bản thân cô, thu nhập của cô không đủ để mua cái ô tô này. Vì nó có giá cả tận 2 tỷ cơ, nó không phù hợp với túi tiền của cô. Do đó là cô cần phải tiết chế lại. Và đây không phải gọi là cầu của cô. Vì cầu trong suy nghĩ không phải là cầu về kinh tế mà các em được học. Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán. Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán. Còn cung là khối lượng hàng hóa dịch vụ hiện có và chuẩn bị đưa ra trên thị trường. Nó tương ứng với cái mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định. Các em lưu ý là một doanh nghiệp hiện có trong kho của mình là 1.000 sản phẩm và họ cũng đang có trên thị trường khoảng 2.000 sản phẩm nữa, thì tổng lượng cung của họ chỉ là 3.000 thôi. Nhưng ông giám đốc doanh nghiệp là đang suy nghĩ với cái khả năng kinh doanh như hiện nay thì trong 5 tháng nữa là ông mới có thể sản xuất tận 10.000 cái sản phẩm nữa. Như vậy là cái con số 10.000 đó chỉ là cái khả năng mà ông ấy dự đoán, nó không tương ứng với mức giá cả và khả năng sản xuất chi phí xác định của doanh nghiệp ông ấy ở thời điểm hiện tại, tức là thời kỳ nhất định. Do đó, đó không phải gọi là cung của doanh nghiệp đó. Về mối quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa thì các em lưu ý, mối quan hệ cung cầu là quan hệ tác động lẫn nhau giữa người mua và người bán, người sản xuất và người tiêu dùng trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. Cô nhắc lại, mối quan hệ cung cầu
là sự tác động qua lại lẫn nhau giữa người và người bán, người sản xuất và người tiêu dùng trên thị trường để xác định số lượng và giá cả hàng hóa, dịch vụ. Biểu hiện của mối quan hệ cung cầu trên thị trường. Các em lưu ý là các em cần phải nốt lại cái phần này cực kỳ kỹ. Nó sẽ biểu hiện qua 3 cái yếu tố sau. Thứ nhất, cung cầu tác động lẫn nhau. Qua việc khi cầu tăng thì sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng. Ví dụ như nhu cầu về mặt hàng khẩu trang y tế càng ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, thì doanh nghiệp sẽ cố gắng để sản xuất mở rộng hơn nhằm cung ứng đầy đủ cho thị trường. Và do đó, tất nhiên khi doanh nghiệp sản xuất mà tăng cường sản xuất thì lượng cung sẽ tăng. Nhưng khi cầu giảm thì sản xuất bị thu hẹp và cung sẽ giảm. Ví dụ đơn giản như các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế hiện nay ở Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh. Nó phát triển, nó diễn biến quá phức tạp, khiến cho nhu cầu đi lại của người dân, nhu cầu du lịch của người dân bị hạn chế. Vậy khi nhu cầu của người dân bị giảm thì tất nhiên các doanh nghiệp lữ hành, du lịch cũng phải thu hẹp lại quy mô các cái luồng du lịch của mình, các cái phân tuyến du lịch của mình. Và do đó lượng cung của họ cũng giảm. Như các em đã biết thì chính phủ cũng vừa đưa ra một con số là nền kinh tế Việt Nam đã bị tác động rất nhiều bởi cái cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra. Và đây không chỉ là cái vấn đề của riêng Việt Nam mà đó là vấn đề chung của thế giới. Và cái nhu cầu giảm đi du lịch không chỉ là nhu cầu ở Việt Nam bị giảm mà là nhu cầu trên thế giới đều giảm. Thậm chí nếu như các em ở các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hay là ở các vùng có dịch bệnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Nam, Huế thì các em cũng sẽ thấy là người dân sẽ ít ra ngoài hơn và các cái cửa hàng kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đang cố gắng để thu hẹp cái lượng cung ra ngoài thị trường. Tiếp là cung cầu ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa với các biểu hiện cụ thể như sau. Thứ nhất, khi cung lớn hơn cầu thì giá giảm. Cung lớn hơn cầu thì giá giảm. Chẳng hạn, lượng cung về iPhone 11 trên thị trường nó lớn hơn nhu cầu cần mua có khả năng thanh toán của nhiều người thì tất nhiên là Apple cũng sẽ phải giảm giá. Và đặc biệt như các em thấy là những cái điện thoại Apple khi đưa ra thị trường ấy, thì khi mới đưa ra luôn luôn có giá rất cao, nhưng chỉ sau một thời gian thì ngay lập tức là giá của các điện thoại này cũng đã giảm khá sâu. Thứ hai là khi cung nhỏ hơn cầu thì giá sẽ tăng. Cung nhỏ hơn cầu giá sẽ tăng. Lại lấy một ví dụ kinh điển trong những ngày gần đây, đó là cái khẩu trang y tế. Khi cung mà bình thường, lượng cầu cũng bình thường thì khẩu trang y tế chỉ có giá khoảng từ 30 đến 50 nghìn là cao đối với một hộp 3 lớp khẩu trang y tế 3 lớp với số lượng là 50 cái. Nhưng bây giờ nếu như các em để ý, khẩu trang y tế không có mà bán, và nếu như có thì người ta cố tình tăng giá sản phẩm lên tới 300, 350 hay là thậm chí là 500 nghìn một hộp khẩu trang y tế 50 chiếc. Thứ ba là khi cung bằng cầu thì giá cả ổn định. Khi cung bằng cầu thì giá cả ổn định. Và tất nhiên với những cái mặt hàng mà cung bằng cầu như là gạo, là thịt như hiện nay ấy, thì thành phố Hà Nội cũng đã tuyên bố là Hà Nội hoàn toàn có khả năng cung cấp được những mặt hàng thiết yếu này cho người dân Hà Nội. Do đó là người dân cần phải tỉnh táo, bản lĩnh để không bị những cái luồng thông tin nó có thể tác động xấu. Và nếu như cung ở Hà Nội vẫn bằng cầu thì không có lý do gì chúng ta phải đi mua ồ ạt, dẫn đến hiện tượng tăng giá ảo ở các siêu thị, ở các chợ. Siêu thị thì không tăng, nhưng ở các chợ dân sinh thì tăng khá nhiều. Và chúng ta cần phải nhớ đây là mặt hàng mà hiện nay cung vẫn tương ứng với cầu và giá cả ổn định, người dân cần an tâm để có thể thực hiện được các biện pháp phòng chống dịch tốt nhất. Thứ ba là giá cả sẽ ảnh hưởng đến cung cầu theo phương thức nào. Khi giá tăng thì sản xuất mở rộng, cung tăng. Giá tăng, sản xuất mở rộng và cung tăng. Ví dụ đơn giản,
như mặt hàng dung dịch nước sát khuẩn, dung dịch nước rửa tay sát khuẩn hiện nay đang giá tăng. Nếu như là doanh nghiệp sản xuất thì họ sẽ có giá tăng nhẹ. Cái tăng này là do biến động của thị trường, đồng thời là do cái nguyên vật liệu nhập vào Việt Nam nó cũng bị tăng do cái ảnh hưởng của dịch bệnh. Do đó là các doanh nghiệp nếu như có đủ nguyên liệu hoặc thừa nguyên liệu sẽ sản xuất mở rộng và lượng cung sẽ tăng. Cái điều này là tất yếu rồi. Và khi giá giảm thì sản xuất sẽ thu hẹp và cung giảm. Khi giá giảm thì sản xuất thu hẹp và cung giảm. Việc này thì các em có thể lấy ví dụ về rất nhiều mặt hàng. Chẳng hạn như là khi giá quần áo của mùa đông và cuối mùa đông thường giá giảm thì sản xuất sẽ thu hẹp lại dẫn đến cung giảm. Và mặt hàng thời trang của chúng ta là mặt hàng thường xuyên thay đổi theo mùa. Và do đó chúng ta cần phải vận dụng cái quan hệ cung cầu trên thị trường một cách hợp lý để có thể trở thành người tiêu dùng thông minh. Vận dụng quan hệ cung cầu đối với nhà nước thì sẽ được thực hiện như thế nào? Trong trường hợp cung nhỏ hơn cầu do yếu tố khách quan thì nhà nước phải sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung. Ví dụ là khi cung nhỏ hơn cầu do khách quan về vấn đề dịch bệnh, thiên tai thì nhà nước sẽ phải sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung, đảm bảo cho người dân có các mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống. Ví dụ như là chính phủ Trung Quốc cũng đã phải xả kho thịt quốc gia để cung ứng cho người dân trong bối cảnh là người dân không có lương thực, thiếu, mất thịt lợn để ăn. Tiếp là cung nhỏ hơn cầu do tự phát, do đầu cơ tích trữ thì đây là những trường hợp mà có khả năng sẽ dẫn đến việc xử lý vi phạm pháp luật của những người sản xuất kinh doanh. Và nhà nước sẽ phải xử lý vi phạm nghiêm khắc với những trường hợp này. Và trong trường hợp cung vẫn nhỏ hơn cầu, kể cả khi có sự can thiệp của nhà nước về vấn đề xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp, thì nhà nước cũng sẽ vẫn phải sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung. Ví dụ đơn giản như thế này ạ. Cung cầu, cung nhỏ hơn cầu do tự phát, do đầu cơ tích trữ là vấn đề mà khi chúng ta chịu sự tác động của khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng lương thực toàn cầu thì một số doanh nghiệp đã đi vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long và mua hết thóc gạo của người dân với giá rất cao nhằm đầu cơ tích trữ, và đến một cái thời điểm nào đó thì họ sẽ bán ra thị trường với mức giá rất cao. Với những trường hợp đó thì nhà nước sẽ nghiêm khắc xử lý, có thể là xử lý từ hành chính đến hình sự. Thứ ba là khi cung lớn hơn cầu thì nhà nước cần tăng các biện pháp kích cầu. Khi cung lớn hơn cầu thì nhà nước cần tăng các biện pháp kích cầu. Ở cuối năm 2019, đầu năm 2020, chúng ta đối diện với tình trạng khan hiếm thịt lợn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Thì vào năm 2018, chắc là nhiều bạn còn biết là chúng ta rơi về cái tình trạng thịt lợn thì ế do nguồn cung quá nhiều mà lượng cầu thì giảm. Lúc đó thì các trang trại lợn thì gia tăng cái số lượng đàn lợn lên rất nhiều. Và lúc đó lợn hơi bán với giá chỉ là 10.000 đến 11.000 đồng một kg. Dẫn đến là khi đến các chợ dân sinh giá thịt lợn có khi chỉ lên đến 30-40.000 đồng. Và lúc này thì nhà nước lại phải vận động kêu gọi người dân giải cứu thịt lợn. Và năm nay do việc chúng ta bị hạn chế xuất khẩu sang nhiều nước, đặc biệt là với các mặt hàng nông sản, thì nhà nước cũng như các siêu thị cũng đã cùng với lại Bộ Công Thương hoặc là các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra các chính sách nhằm giải cứu các nông sản cho người dân. Và tất nhiên việc này cũng sẽ có sự chung tay của rất nhiều người dân, trong đó có các bạn. Chẳng hạn như là thời gian vừa qua cô thấy cũng rất nhiều bạn đi mua dưa hấu này, mua thanh long để giải cứu cho người dân, và thậm chí là có cả giải cứu một mặt hàng rất đắt, đó là giải cứu tôm hùm. Thứ ba là vận dụng quan hệ cung cầu đối với người sản xuất kinh doanh thì ra sao? Với người sản xuất kinh doanh thì họ sẽ tìm hiểu, sẽ quan sát cái nhu cầu của người dân trên thị trường để khi cung nhỏ hơn cầu và khiến cho giá cả cao hơn giá trị thì họ phải tăng cường sản xuất kinh doanh nhằm thu được nhiều lợi nhuận nhất về mình. Cái này thì các em hiểu rồi. Khi cung lớn hơn cầu mà giá cả nhỏ hơn giá trị thì những người sản xuất kinh doanh sẽ phải thu hẹp sản xuất, những người kinh doanh sẽ phải thu hẹp việc nhập hàng hóa vào, và trong trường hợp bất khả kháng là họ sẽ phải giảm giá, họ sẽ phải cố gắng bán hàng hóa bằng hình thức trả góp, thậm chí là bán lỗ để có thể thu hồi vốn của mình.
nhiều mặt hàng đã phải áp dụng hình thức này. Chẳng hạn như thế này ạ, khi cung lớn hơn cầu, vào khoảng tháng 8 âm lịch thì trước tháng 8, cái nhu cầu về mặt hàng bánh trung thu lên rất cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng loạt với mức giá rất là cao. Tuy nhiên, sau ngày 15 tháng 8, tức là sau ngày trung thu ấy, thì cái nhu cầu của người dân về mặt hàng bánh trung thu giảm rất sâu. Do đó là giá cả của cái bánh trung thu ngay lập tức nó chỉ còn khoảng 50%. Thậm chí với nhiều nơi người ta giảm giá còn 20% cái bánh trung thu đó, tức là giảm giá 80%. Thì với việc giảm giá đó, doanh nghiệp chắc chắn là sẽ có lỗ một phần nào đấy, nhưng họ chấp nhận lỗ để thu hồi vốn còn hơn là phải bỏ phí cái công sức và thời gian của mình bỏ ra để sản xuất ra hàng hóa đó. Đối với người tiêu dùng thì sao? Người tiêu dùng ở Việt Nam, cô nghĩ là những người tiêu dùng khá thông minh, tuy nhiên cũng cần phải cảnh giác hơn, đặc biệt là trong bối cảnh cung, cầu nó luôn luôn biến động theo cơ chế thị trường. Khi vận dụng quan hệ cung cầu là người tiêu dùng thông minh, khi nhìn thấy cung nhỏ hơn cầu mà giá cả cao thì các em nên giảm mua các mặt hàng. Và nếu như cung lớn hơn cầu mà giá cả thấp thì chúng ta có thể tăng cường các mặt hàng cần mua trong gia đình một chút. Ví dụ như là khi cung lớn hơn cầu giá cả thấp như là dưa hấu thì bình thường lên tới 20-25 ngàn một đồng 1 kg. Nhưng bây giờ ở Hà Nội như cô đều biết thì giá dưa hấu chỉ dao động từ 8 ngàn đến 10 ngàn đồng 1 kg. Thì các em có thể mua rất nhiều dưa hấu về để có thể ăn trong gia đình làm giải khát cho gia đình, thậm chí là có thể mang đi biếu đi cho để giúp đỡ người nông dân, đồng thời là cũng có lợi cho mình, đúng không? Cô sẽ nói nhanh bài này. Bài công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài này là bài có khá nhiều khái niệm rất dài. Và các em lưu ý là trong toàn bộ hệ thống kiến thức chương trình giáo dục công dân lớp 11 nói riêng và toàn bộ hệ thống chương trình môn giáo dục công dân lớp khối trung học phổ thông nói chung thì chúng ta đang thi theo hình thức đánh giá năng lực. Do đó thì đề thi sẽ không chú trọng vào việc là các em sẽ phải học thuộc, mà thay vào đó các em cần nhớ những cái keyword cơ bản chứ không cần phải học thuộc lầu lầu các khái niệm đâu. Do đó là với cái bài công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước này thì các em cũng chỉ cần nắm giữ những cái, nhớ được những cái khái niệm cơ bản mà không cần phải học thuộc từng câu từng chữ. Vậy cái khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tính tất yếu khách quan và tác dụng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ra sao? Công nghiệp hóa, như các em được biết, là quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động máy móc. Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công sang lao động máy móc. Và hiện đại hóa thì sẽ tương ứng với một cái quá trình cao hơn của công nghiệp hóa. Đó sẽ là quá trình chuyển từ lao động bằng máy móc sang tự động hóa. Và hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay thì đều đang trong quá trình vừa công nghiệp hóa vừa hiện đại hóa và đang xem cả hai hình thức này. Một số nơi sử dụng lao động chân tay là chính thì bây giờ đã có sức lao động máy móc. Và ở quảng đại các nước trên thế giới thì rất nhiều quốc gia đã vận dụng các biện pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ tự động hóa trong quá trình sản xuất kinh doanh từ lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ cho đến công nghiệp. Và điều này là áp dụng cái phương thức hiện đại hóa trong sản xuất và kinh doanh. Nó đem lại những cái hiệu quả rất tích cực. Vậy nói tóm lại thì khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nó là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng sức lao động là chính sang sử dụng một cách phổ thông sức lao động cùng với công nghệ, phương thức, phương pháp tiên tiến hiện đại nhằm tạo ra năng suất xã hội và lao động xã hội thì càng ngày càng tăng cao. Đây là nội dung của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các em lưu ý là các em không cần phải nhớ được toàn bộ nội dung khái niệm mà chỉ cần nhớ được các keyword như là chuyển từ lao động thủ công sang lao động máy móc, rồi chuyển từ lao động bằng máy móc sang tự động hóa. Và nhờ thế mà nó sẽ có ứng dụng các phương pháp tiên tiến hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đây là khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vậy tại sao Việt Nam phải tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Thứ nhất,
Về tính tất yếu khách quan của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam, chúng ta cần chú ý 3 cái lý do sau. Thứ nhất là do yêu cầu khách quan của chúng ta phải xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Thứ hai là do yêu cầu chúng ta phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ. Hãy nhớ rằng chúng ta đang tụt hậu về kinh tế. Đây là một trong 4 nguy cơ được Đảng và Nhà nước ta đưa ra. Chúng ta đã tụt hậu về kinh tế, nhưng nguy cơ hiện nay của chúng ta là tụt hậu xa hơn về kinh tế. Và do đó, để rút ngắn cái khoảng cách tụt hậu này, thì việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là điều tất yếu. Thứ ba là do yêu cầu cải tạo năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phải luôn luôn làm thế nào đó để có thể nâng cao năng suất lao động xã hội. Mà muốn nâng cao năng suất lao động xã hội thì chúng ta phải kích thích lực lượng sản xuất phát triển. Mà muốn kích thích lực lượng sản xuất phát triển thì điều tất yếu trong bối cảnh hiện nay đó là chúng ta phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một xu thế phổ biến, là một xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì nó sẽ có 4 cái điểm sau. Các em lưu ý là với bài công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước này, chúng ta sẽ có 3 cái do. 3 do và 4 cái tác, 4 cái tạo. Tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là: thứ nhất, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế và giải quyết việc làm. Thứ hai, nó tạo ra lực lượng sản xuất mới, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò quản lý của nhà nước. Thứ ba, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tạo tiền đề hình thành nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chẳng hạn như việc chúng ta có nguồn vốn, có nguồn đầu tư nhờ sự phát triển kinh tế như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để có thể trùng tu, tôn tạo và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể đang có ở Việt Nam. Thứ tư là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sẽ tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh quốc gia. Hãy nhớ rằng một quốc gia sẽ chỉ được đảm bảo sự an toàn, bền vững nếu như có một lực lượng quốc phòng an ninh vững mạnh. Và việc phát triển kinh tế tất yếu sẽ có quan hệ biện chứng để thúc đẩy và tăng cường quốc phòng và an ninh. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài 1 và bài 6 mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình giáo dục công dân lớp 11. Bài số 7 là nền kinh tế nhiều thành phần thì các em chủ động đọc lại trong sách giáo khoa. Do thời gian có hạn cho nên chúng ta sẽ không tìm hiểu bài này. Tuy nhiên với cá nhân cô thì qua quan sát, tìm hiểu về các đề thi trong những năm gần đây đối với môn giáo dục công dân thì nội dung kiến thức dành cho chương trình giáo dục công dân lớp 11 sẽ chủ yếu nằm từ bài 1 đến bài 5. Và các em vẫn nên tránh cái tình trạng học tủ bằng việc là đọc thêm về các thành phần kinh tế tại Việt Nam, và nếu có thì cần thiết để tìm hiểu các chính sách trong các lĩnh vực của nhà nước Việt Nam ở trong chương trình công dân với các vấn đề kinh tế, công dân với các vấn đề chính trị xã hội ở học kỳ 2. Cuối cùng, cô muốn nói lời cảm ơn tất cả các em, chúc các em có một tuần học thật bổ ích, lý thú và vui vẻ. Đừng quên giữ gìn sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày hôm sau. Xin chào.